cho bà ngoại bồng con nha, bà ngoại thương con. Ừ, nữa khóc nha con. Má, má mệt rồi, má đi nghỉ đi, để con bồng em bé cho. Cho ngoại của tôi mà, sao không cho tôi bồng? Cho ngoại côi cút của tôi, nhỏ xíu như vậy đã mồ côi rồi. Ồ, ngoại thương, ngoại thương. Mai má phải về, chị hai con cũng mới sanh, một mình nó lo công chuyện nhà không nổi. Dạ, tội nghiệp, chị hai sinh hai đứa là cực gấp đôi luôn. Bởi vậy má mới phải về liền. Chắc thằng anh Ngọc nhà con nó sẽ nhớ bà ngoại lắm. Đâu có, má đem nó về quê luôn chứ. Má nói sao? Con Thu đã dùng sinh mạng của nó để có được đứa bé này. Bây giờ má giao cho con nuôi, má không yên tâm. Con xin má, con vừa mới mất vợ, má đừng để con phải mất thêm một đứa con nữa. Con còn phải đi làm, con đâu có thời gian, với lại con không có kinh nghiệm nuôi con nít. Coi như là di nguyện cuối cùng của vợ con. Đi như vậy chứ nguy hiểm lắm. Này má này, ở đây con bồng nó. Nó đang ngủ đó. Thằng nhỏ đang ngủ ngon, tại sao má lại dắt nó đi trong lúc trời khuya như vậy? Có chuyện gì má đợi trời sáng hay lúc nó thức dậy đã? Đợi trời sáng rồi cậu có để cho tôi bồng nó đi không? Má ơi, con đã nói với má bao nhiêu lần rồi, con không thể nào sống xa nó được đâu. Mong má hiểu cho con. Con biết là má thương cháu, nhưng mà má phải hiểu là ở dưới quê điều kiện y tế và học hành không thể nào tốt bằng thành phố được. Má đừng bao giờ dắt nó đi nữa. Anh dì hai vừa mới có em bé, má dắt nó về làm sao má kham nổi. Thôi được rồi, bây giờ tôi để cho cậu nuôi nó, nhưng mà tạm thời thôi. Tôi có thể quay lên bất cứ lúc nào. Nếu mà tôi thấy cậu nuôi nó không đàng hoàng thì đừng có trách. Con Thu không muốn đứa con mà nó khổ sở mới sinh ra được lại không được nuôi dạy tử tế. Tốt nhất là nên tìm cho em bé một người giúp nuôi và tìm cho nó một bầu sữa mẹ. Nó sẽ giúp cho thằng bé khỏe mạnh, cái sức đề kháng thật tốt. Đón xem Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí.